Tôi biết tại sao các bạn hiện tại chính là do tôi, do chúng tôi, những người đang nghiên cứu công nghệ, những người đang sản xuất, phát triển những ứng dụng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Khánh Võ, mình đến từ tập đoàn công nghệ BKV. Là một người sử dụng điện thoại smartphone và điện thoại nói chung từ rất là sớm và là một người phát triển ứng dụng điện thoại di động, thì mình có hôm nay mình đến đây mình sẽ có một cách nhìn đa chiều về cái việc sử dụng smartphone, và hiện nay nó đang là một nỗi đáng sợ và nó mọi người đang bị trở thành nô lệ của nó. Vậy như thế nào là nghiện điện thoại di động, như thế nào là nghiện điện thoại smartphone? Đấy chính là cái việc mà mọi người sử dụng hàng ngày, hàng giờ rất là nhiều về một ứng dụng, về một tính năng rất là nhiều trên điện thoại. Ngóng móng, chờ đợi từng notify, từng trả lời comment, rồi từng nút like, từng nút share. Đặc biệt hơn nữa đấy chính là cái vấn đề chính là sợ điện thoại hết pin. Ở trong đây có ai sợ điện thoại hết pin không ạ? Mình nghĩ chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người trong này rất sợ điện thoại mình hết pin, và lúc nào cũng sẵn trong mình sạc dự phòng, củ sạc, đồ sạc, và có thể là tìm thấy cái ổ điện bất cứ nơi nào. Và thứ hai nữa là cảm giác như là cả bầu trời nó sẽ sập xuống khi mà như nào điện thoại hết pin. Cảm thấy rất là bối rối, cảm thấy rất là sợ hãi khi mà điện thoại bỗng dưng mà sắp hết pin hoặc là chuẩn bị hết pin. Và không ít thì nhiều, trong tất cả các bạn ở đây, không nhiều thì ít, thì mọi người đều phần nào đấy đang bị nghiện điện thoại. Về bản thân mình cũng đánh giá mình là một người nghiện điện thoại, nhưng mà nó ở mức độ vừa phải. Mình chỉ dùng Facebook, Insta và một số các công cụ để làm việc như là Viber và Zalo. Thật là may mắn đối với mình khi là mình là một người hiểu rõ nó nhất và một người phát triển ứng dụng. Vậy tại sao lại sinh ra smartphone? Tại sao lại sinh ra điện thoại? Và tại sao mọi người lại như vậy? Về đứng về phía một người dùng bình thường, một người sử dụng điện thoại, thì ở đây có thể là có những bạn trẻ và có những người cũng không còn trẻ nữa, bằng tuổi mình chẳng hạn, thì có ai ở đây đã từng dùng cái điện thoại mà chỉ mỗi nhắn tin SMS bình thường thôi, và họ chỉ cần để tay ở dưới học bàn thôi là cũng nhắn tin được cho người yêu của mình rồi. Cô giáo dạy trên lớp nhưng mà ở dưới vẫn bỏ tay vào học bàn, không cần nhìn bàn phím, không cần nhìn cái gì, vẫn nhắn tin đầy đủ anh yêu em các thứ luôn cho người yêu mình luôn. Ở đây có anh thế không ạ? Đây, một cánh tay. Chắc là anh cũng chạc tuổi em. Thì đấy, thì đấy là những cái manh nha đầu tiên cho cái việc mà chúng ta đang nghiện điện thoại. Và dần dần thì như nào nhỉ? Nó phát triển lên cái việc là điện thoại có thêm tính năng nghe nhạc. Thì từ cái việc là mỗi nhắn tin cho người yêu, đợi tin nhắn người yêu không thôi, thì mình lại bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn là vừa nghe nhạc rồi đợi tin nhắn. Xong đấy thì phát triển lên đấy chính là cái việc là nhắn tin, rồi là chụp ảnh, quay video. Và bây giờ thì như nào nhỉ? Có bạn, tất cả các bạn đều có cả thế giới ở trong tay mình. Các bạn có thể làm tất cả mọi thứ, từ công việc, từ giải trí, từ vấn đề gia đình, vấn đề sức khỏe, tất cả mọi thứ các bạn đều có trong tay khi các bạn có chiếc smartphone trên tay. Còn và nó là nhu cầu của con người. Từ cái việc mà công nghệ phát triển cộng theo cái nhu cầu con người phát triển, thì cái việc mà những cái smartphone, những cái tính năng và những cái ứng dụng hay ra đời thì đấy là điều tất yếu. Còn đứng về một người phát triển thì nó sẽ như thế nào? Là một người phát triển thì tất nhiên mọi người muốn rất là nhiều người dùng ứng dụng của mình, lượt download nhiều này, lượt share, lượt review nhiều, rồi mọi người dùng thường xuyên nhiều, và tạo được càng nhiều app càng tốt, đúng không? Thế làm sao để cho người ta dùng app của mình nhiều và người ta dùng liên tục hàng giờ? Đấy chính là do tôi, do chúng tôi. Bọn mình có thể
có những cái dữ liệu mọi người dùng điện thoại, dữ liệu dùng điện thoại nhé, không phải là dữ liệu cá nhân nhé, dữ liệu dùng điện thoại, và bọn mình có thể biết là các bạn làm cái gì trên cái ứng dụng, dùng những cái tính năng gì nhiều, những cái tính năng gì hay, và bọn mình sẽ phải ngồi phân tích là bây giờ phải làm như thế nào, đến nỗi là những cái nhỏ nhất như là một cái nút thôi, đặt ở đâu cho nó chuẩn, đặt ở đâu cho nhiều người ta nhìn vào xong rồi hình tròn, hình vuông hay là hình dẹt hay là màu đỏ, màu xanh, thì cái đấy rất là đau đầu, và cái đấy sẽ là cái tác nhân để cho các bạn gây nghiện. Và chúng tôi phải làm sao để phân tích đến những cái thứ chi tiết nhỏ nhất để các bạn cứ thế nghiện dần lên và không bao giờ bỏ qua được những cái thứ đấy. Còn về phía bản thân mình thôi, đơn giản như việc là ở đây có ai chơi board game không ạ? Mình thì cũng thường xuyên là tham gia cùng mọi người chơi board game, thì đợt vừa rồi mình có chơi một cái trò cái là Avalon, là cái trò giải cứu vua thơ đấy. Thì mình chơi xong rồi mình nghĩ là ô cái trò này nó với mình ấy, mình sau đấy mình thấy hay và mình bắt đầu phát triển lên, và như nào mình tạo một cái bản demo cho cái việc trò chơi này, có nghĩa thay vì cái việc mọi người cầm cái lá bài để chơi với nhau thì bây giờ mọi người có thể cầm smartphone và chơi với nhau. Và từ đấy sau đấy thì đơn giản thôi là lên smartphone, và sau này thì có thể là public nó ra online thì mọi người ở đâu cũng chơi được với nhau. Thì thành ra là từ cái việc là mình ngồi lại với nhau chơi thì mình lại là chơi online. Và đợt vừa rồi mọi người có thấy nổ ra cái game gì không ạ? Đấy, Among Us. Nó cũng là một tựa game board game và nó cũng gần giống nhiều là ma sói mọi người thường chơi ấy. Bây giờ nó thành online rồi, đợt vừa rồi nó rất là bùng nổ. Và như thế thì nó sẽ gây đến tác hại gì cho mọi người? Đấy, đầu tiên là vấn đề về cá nhân. Khi mà mọi người chăm chút, mọi người tham gia nhiều, mọi người dùng nhiều vào những điện thoại thì mọi người quên mất những cái cuộc sống hàng ngày của các bạn như thế nào. Các bạn quên mất, các bạn sẽ bỏ qua những cái việc như là thể dục, thể thao, đọc sách, một thứ rất là quan trọng, đọc sách, rồi là đi du lịch, các thứ. Vì hiện tại là giờ mọi người ở một chỗ, mọi người có thể tìm hiểu được rất là nhiều thứ rồi. Hoặc là đơn giản như là cái việc là nhỏ nhất như việc là gọi điện cho gia đình thôi. Như bản thân mình cũng thế. Mình đi làm về rất là muộn, và trên đường ví dụ là tầm 8 giờ hơn mình mới về nhà, thì trên đường về mình nghĩ trong đầu đinh đinh là hôm nay sẽ gọi cho mẹ, chắc chắn là hôm nay sẽ gọi cho mẹ. Xong vừa về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế thì có cái notify Facebook cái, xong lại vào xem xong thế nào, thế là có cái video lại xem một chút nữa. Xem một lúc thì cái thời gian mình dùng nó cảm giác rất là ít, nhưng mà cái thời gian thực tế nó trôi qua rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Và đến khi nhìn lại, 9 giờ 9 rưỡi rồi, thì bây giờ làm sao mà gọi được cho mẹ, làm sao gọi được cho gia đình nữa. Lúc đấy thì những người ở quê tầm 9-10 giờ họ đã đi ngủ mất rồi. Thì lại những cái việc nhỏ như thế thôi, nhưng mà mình cũng không làm được. Không biết ở đây có ai đã trải qua những cảm giác như mình chưa. Thật sự là nhiều lúc chỉ có một cái thời gian rất nhỏ thôi mà mình đặt dùng smartphone thì nó đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự mong muốn của mình. Thứ hai đấy chính là ảnh hưởng đến chính con trẻ, những người trẻ thơ. Có một câu chuyện là những cái người mà suốt ngày đau đáu để sản xuất và làm cho tất cả mọi người ở đây hoặc là nhiều người ở đây nghiện Facebook, thì chính con em họ cũng bị nghiện, chính những người trẻ của họ, những người con của họ cũng bị nghiện. Và thật sự là họ cũng không thể có cái cách nào để mà làm cho con họ hết nghiện cả. Đấy, chính họ làm ra và chính con họ nghiện, và họ cũng không muốn con họ nghiện, nhưng mà họ cũng không có cách nào để kéo những cái đứa trẻ đấy ra khỏi những cái việc mà sử dụng điện thoại nhiều như vậy cả. Tiếp theo đến là dễ thấy nhất đấy chính là vấn đề sức khỏe. Chính khi mà mình ngồi hàng ngày hàng giờ trước điện thoại, xong rồi bạn chơi game, rồi đặc biệt là chơi game thì nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến mắt. Hoặc là lúc mà mình cả sạc cả dùng ấy, thì nó có những cái nguy cơ dẫn đến là cháy nổ, rồi là hỏng cái này hỏng cái kia. Thì có nghĩa là cái đấy thì có thể là ở trên báo đài ấy, thì các bạn cũng nghe rất là nhiều rồi, cái vấn đề là đang dùng thì nổ rồi bị tay bị mắt các thứ đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào, làm sao để cho mình hết nghiện điện thoại, phải làm sao nhỉ? Thực ra là
chả có cách nào đâu. Vì sao? Vì ở sau lưng các bạn, ở trước mắt các bạn, ở sau những cái ứng dụng luôn có những cái người cực kỳ giỏi, những cái người cực kỳ thông minh, những người cực kỳ tinh vi. Họ phân tích dữ liệu, họ làm hàng ngày hàng giờ, làm sao để cho các bạn nghiện, làm sao các bạn không thể rời xa cái ứng dụng của họ, làm sao các bạn phải dùng ứng dụng của họ thật nhiều, share thật nhiều. Đấy, thì bây giờ mình phải làm sao? Đơn giản thôi, hãy đặt điện thoại bớt xuống dần. Hãy dành nhiều thời gian cho bản thân, cho gia đình. Và hãy để công nghệ, hãy để những thứ của nhân loại, những phát minh, những công nghệ của nhân loại phục vụ cho cuộc sống các bạn, thay vì là mình sẽ là nô lệ của nó. Mình xin hết ạ.